bé năm nay thì 6 tuổi. Đừng học lớp trời năm ba học lớp là rất ba. Đây là một sân bay rất là rộng các bạn nhé. Hôm qua Vân vân rồi các bạn ạ. Vân vân và mây mây. Bố ơi, kia là cái gì kia? Cái này là bảng check-in. Còn kia. Con thấy sân bay này như nào? Xịn không? Không xịn lắm. Sân bay này xịn hơn sân bay Nội Bài. Nhờ. Bây giờ mình ăn. Bây giờ mình sẽ đi đâu? Bây giờ mình sẽ đi ăn kem. Ok. Let's go. Ăn kem ở đâu? Coffee Bean Tea Leaf à? Yeah. Coffee Bean Tea Leaf.